Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu Hồng Kông hẹn hò thiếu gia sòng bạc Macau ra thế khủng và gợi cảm cỡ nào. Từng bị bạn trai bỏ rơi đóng cảnh nóng táo bạo, Phùng Doanh Doanh mới đây bị nghi ngờ đang hẹn hò cùng Hà Du Hành, thiếu gia nhà vua sòng bài bạc Macau. Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin Hoa hậu Hồng Kông 2016 Phùng Doanh Doanh bị bắt gặp hẹn hò cùng thiếu gia Hà Du Gia Hành, con trai thứ tư nhà trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân. Theo đó, Baba Raji ghi lại cảnh Phùng Doanh Doanh ăn vận đơn giản đi cùng xe hơi với Hà Du Hành đến dự tiệc trên du thuyền cao cấp của gia đình họ Hà. Trong bữa tiệc, cả hai liên tục nói chuyện, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tình cảm trước mặt người thân và bạn bè. Vì vậy, truyền thông xứ Cảng Thơm cho rằng Phùng Doanh Doanh là mỹ nhân tiếp theo trong danh sách tình sử của thiếu gia nhà giàu có. Phùng Doanh Doanh đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2016. Thời điểm cô đăng quang, cô vấp phải nhiều chỉ trích do chiều cao chỉ có 1m65, thân hình mỏng, vòng một khiêm tốn cùng nụ cười gượng gạo, kém tươi tắn. Tuy nhiên, dù sở hữu ngoại hình không quá long lanh nhưng Phùng Doanh Doanh lại gây ấn tượng nhờ sự học thức và cuộc sống giàu có của mình. Cô tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, một ngôi trường danh giá nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới. Có tin đồn cho rằng cha Doanh Doanh là một đại gia giàu có, ông đã bỏ số tiền lớn để mua giải cho con gái. Tuy nhiên, nàng hậu đã bác bỏ lời đồn này. Sau khi đăng quang Hoa hậu, Phùng Doanh Doanh từng thu hút sự chú ý của truyền thông khi lái siêu xe triệu đô của hãng Tesla đến buổi tuyển chọn của đài TVB. Không những vậy, phụ kiện được nàng hậu mang theo bên mình là một chiếc túi xách xa xỉ hiệu Hermes trị giá 30.000 USD, hơn 707 triệu đồng Việt Nam. Gia thế giàu có, cô giúp Phùng Doanh Doanh thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài xa xỉ và đẳng cấp. Dù hoạt động nghệ thuật nhưng cô cũng không ngại chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc thân mật bên bạn trai. Cô từng hẹn hò và sống chung với bạn trai tên Martin. Tuy nhiên, cuối năm 2019 cả hai chia tay do nhiều mâu thuẫn xảy ra. Truyền thông Hồng Kông đưa tin Martin quyết định chia tay bạn gái 4 năm sau khi xem những cảnh nóng táo bạo cô thực hiện trên màn ảnh. Anh ghen tuông và cảm thấy khó chịu khi nghe những lời bàn tán người ngoài về cô. Sau khi chia tay bạn trai lâu năm, Phùng Doanh Doanh thời gian gần đây được cho là có quan hệ trên mức đồng nghiệp với tài tử Trịnh Diễn Phong. Vì vậy, cô đã bị nghi ngờ đang một chân đạp hai thuyền. Trước tin đồn tình cảm, nàng hậu không tỏ ra bận tâm. Trên trang cá nhân mới đây, cô vui vẻ cập nhật hình ảnh đi lướt sóng tận hưởng kỳ nghỉ thành thơi của mình. Ở tuổi 24, Phùng Doanh Doanh được TVB o bế lăng xê. Cô không ngại nhận những vai diễn nặng ký và đóng những cảnh táo bạo. Ngoài đời, nàng hậu cũng chuộng phong cách thanh lịch, nữ tính, trưởng thành. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm, quyến rũ hơn rất nhiều so với thời đăng quang Hoa hậu. Vẻ ngoài tươi trẻ của Phùng Doanh Doanh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.